Dịp cuối năm gần kề cũng là dịp mà nhu cầu di chuyển của người dân cũng ngày một tăng cao hơn khi mà mọi người cũng sẽ trở về với quê hương sau một năm dài làm việc. Và chỉ còn gần 3 tuần nữa thôi là cũng sẽ tới Tết Nguyên đán rồi. Thế nhưng lượng vé máy bay và tàu hỏa trong dịp Tết vẫn còn ghi nhận ở mức là khá dồi dào, mặc dù giá vé vẫn đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khảo sát trên các kênh bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không, giá vé khứ hồi đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đang rất rẻ so với các năm trước. Cụ thể, giá vé khứ hồi của Vietnam Airlines ở mức thấp xấp xỉ 3,7 triệu đồng đã bao gồm thuế phí. Hãng hàng không Bamboo Airways đưa ra mức giá khoảng 4,4 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi ở hạng phổ thông. Nếu như bay Vietjet, các hành khách sẽ chỉ phải trả khoảng 3,1 triệu đồng cho một vé khứ hồi hạng ghế phổ thông. Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, các nhãn hàng không trong nước dự kiến cung ứng khoảng 2,7 triệu ghế, chỉ bằng khoảng 70 đến 75% so với Tết năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như nhu cầu di chuyển rất thấp. Còn với đường sắt thì ngành này dự kiến cung ứng khoảng 210.000 chỗ cho cả trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, theo thống kê của ngành đường sắt cho thấy, lượng vé tàu Tết đã bán được khoảng 31.000 vé, chỉ bằng khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.